Nga chuẩn bị ra đòn quyết định ở Chasovia. Phương Tây đứng hình trước cuộc chiến hủy diệt của Nga. Sức mạnh quái thú MiG-31 BM, đối thủ đáng gờm của F-16 Ukraine. Xin chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nga chuẩn bị ra đòn quyết định ở Chasovia. Sau khi đập tan tuyến phòng ngự phòng ngoài của Ukraine, quân đội Nga chuẩn bị đòn quyết định tấn công vào Chasovia từ phía Bắc. Tình hình của lực lượng phòng thủ Kiev đang xấu đi, Nga cắt đứt yết hầu của lực lượng Ukraine tại Uleda. Kênh Military Summary đưa tin, sau nhiều tuần rơi vào thế rằng co ở mặt trận Kakov, ngày 17 tháng 7, tin từ thực địa cho biết làng Soniki Kozachov đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngoài ra, lực lượng Moscow còn tiến hành các cuộc phản công ở phía bắc Luboko và giành lại một số vùng đất. Theo hướng Siver, quân đội Nga phát động một cuộc tấn công khác về phía bắc ngôi làng Radolivka mà họ mới chiếm được và tiến dọc theo đường rừng, tuy nhiên không có xác nhận bằng hình ảnh. Tại phía tây Kakov, lực lượng Moscow tấn công một khu huấn luyện của Ukraine bằng tên lửa Iskander sử dụng đầu đạn trùm, theo truyền thống Nga, 160 tân binh được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công này. Ở phía bắc Chosopya, quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát của họ tại làng Kalinovka ở phía bắc. Theo một nhà lập bản đồ thân Nga, về hướng New York, có nhiều báo cáo cho rằng lực lượng Kiev chiếm lại một số vị trí bị mất trong các khu dân sự, trong khi quân Nga được cho là đã tiến hơn về phía bắc vào trung tâm thành phố tại Novoselivka Persha theo hướng Adipka, nga chiếm được một nửa khu định cư theo các nhà lập bản đồ Ukraine. theo hướng vodiane thuộc khu vực Uleda, Vuleda, lực lượng Moscow tiến vài km theo thước phim định vị địa lý và cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa Uleda và Kostiantynivka. nga chuẩn bị ra đòn quyết định ở Chasovia kênh Redoka đưa tin trên mặt trận Bakhmut, lực lượng Moscow chuẩn bị ra đòn quyết định tấn công vào Chasovia từ phía bắc. Theo đó, tại thành phố trên cao, quân đội Nga đánh bật đối phương khỏi đường Olova và từ phần phía đông của Kalinovka. Sau đó, họ tiếp tục tấn công Grigorovka, các mũi xung kích khác cũng tiến đến ngôi làng này từ Bodanovka. Phía bắc Grigorovka có một khu mỏ và độ cao vượt trội của nó có thể khống chế toàn bộ khu vực và lực lượng Kiev sẽ cố gắng bám lấy. Với việc kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Kalinovka, nằm sát kênh Serversky Donetsk, Donbass sẽ mở ra lực lượng Moscow triển vọng về một cuộc tấn công thọc sườn vào các khu vực phía Bắc Chasovia. Vỡ trận, Ukraine liên tiếp rút lui ở Adipka. Theo kênh Riba, trong ngày qua, lực lượng Moscow không thực hiện các cuộc tấn công lớn và lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Ngược lại, các đội hình của Kiev cũng không thực hiện các cuộc đột kích lớn mà chỉ phóng một số máy bay không người lái trên vùng Bryansk, Vorone và Bengorod của Nga theo hướng Slobozhansky, Kakhov, quân đội Ukraine không ngừng tấn công vào khu vực Kliboké và ở Vochan đang diễn ra giao tranh đậm máu trong đô thị. ở Sever, lực lượng Moscow tiến vào khu vực Radolivka và các trận chiến giành vị trí đang diễn ra theo hướng Bilohorivka và Vene Kamenske. tại Porop, Adipka, quân đội nga tiếp tục tàn phá hàng phòng ngự của đối phương trên nhiều khu vực và tiến về phía đông Vochia họ cũng đạt được những thành công ở Novosilivka, Persia và Lozuvatka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tập trung công phá Borov và Torets. Uranka Prada đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 17 tháng 7 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga tập trung tấn công vào hướng Borov, Adipka và Torets đã có 24 cuộc đụng độ trên cả hai mặt trận này. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ tiếp tục chống trả quyết liệt những nỗ lực tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine của đối phương với tổng cộng 118 cuộc giao tranh. Nga thực hiện 43 cuộc không kích, sử dụng 58 bom KAB, 605 cuộc tấn công bằng UAV và tiến hành 3.230 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kakov, Kupian, Liman, Serversky, Karamatov. Kurakovsky, Veremovsky, Orekov và Dnieper. Ở hướng Torres, 23 cuộc tấn công của Nga đã bị chặn đứng. Một trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Hiện nay, đối phương đã dồn mọi nỗ lực vào khu vực phía Bắc và New York. Các lực lượng phòng thủ đang đáp trả dữ dội, thực hiện các biện pháp cần thiết để làm cạn kiệt tiềm năng tấn công của họ, báo cáo cho hay. Giống hôm qua, hôm nay, Nga đang tập trung sức mạnh đáng kể vào hướng Korov, Adipka. Đối phương đã 24 lần cố gắng đánh bật quân phòng thủ của chúng ta khỏi vị trí. Nga tập trung nỗ lực gần Novo Lesandrovka và novoselovka Pevaya, nhưng họ phải trả giá đắt. Theo thông tin cập nhật, Nga mất tổng cộng 304 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, một khẩu pháo, bốn mô tô, một chiếc MTLB và năm ô tô, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo. Bộ Tổng tham mưu cũng ghi nhận, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Magura đã kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương phương Tây đứng hình trước vũ khí hủy diệt của Nga. Bơm có dẫn đường của Nga gần như không thể bị bắn hạ, tờ Business Insider cho biết. Những quả bơm này có lợi thế to lớn, hàng không Nga có thể phóng pháp từ khoảng cách đủ xa để lực lượng Ukraine không thể bắn hạ máy bay đối thủ. Bơm có dẫn đường bay nhanh, gần như không lộ diện trên radar và không lộ quỹ đạo đạn đạo, ấn phạm cho biết. Cần lưu ý rằng đặc điểm của Pháp Nga gây khó cho việc dùng phương tiện phòng không bắn hạ những quả bơm này. Ngoài ra, kích thước và sức công phá của đạn dược ngày càng lớn hơn. Gần đây, lực lượng hàng không vũ trụ đã phô trương bơm pháp 3.000 với khối lượng 3 tấn, bài báo khái quát. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng bơm hàng không có trang bị mô điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMBC trong khu vực chiến dịch quân sự. Máy bay chiến đấu có khả năng gián đòn tấn công vào các cứ điểm kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải hứng chịu hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Trong khi đó, theo tin từ Rostec, chuyên gia Nga đang nghiên cứu phiên bản cải tiến của mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch vạn năng UMBC để tăng đáng kể phạm vi hoạt động của bơm trên không, đặc biệt là Pháp 3 Bơm nặng 3 tấn với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch vạn năng UMBC do KTRV phát triển trở thành loại vũ khí đáng gồm hơn nữa. Sản phẩm kết hợp giữa hiệu ứng sát thương mạnh nhất và độ chính xác cao, công việc hiện đang được tiến hành trên phiên bản cải tiến. Các mô đun này sẽ làm tăng đáng kể phạm vi sử dụng của bơm đạn, theo thông tin từ tập đoàn nhà nước. Giám đốc điều hành của Rostec Sergei Shemezov lưu ý, hiệu quả của việc sử dụng bơm đạn với UMPC là rất cao và bản thân bơm không dẫn đường và mô đun lập kế hoạch có giá rất rẻ so với bơm đạn dẫn đường cùng loại. Mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh vạn năng được sử dụng trên nhiều loại bơm hàng không khác nhau và cho phép phi công thực hiện nhiệm vụ mà không cần đi vào khu vực bị ảnh hưởng của hệ thống phòng không đối phương. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tích cực sử dụng bơm trên không trang bị UMPC trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ukraine ban hành chiến lược biển đảm bảo sự hiện diện của NATO ở Biển Đen. Ukraine đặt ra nhiệm vụ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trên biển, bao gồm bằng phương tiện cano và thiết bị bay không người lái. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, ngày 17 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành chiến lược an ninh biển nhằm bảo đảm sẵn sàng ngăn chặn tổng thể và hiệu quả các đe dọa an ninh biển của Ukraine. Chiến lược cũng quy định xây dựng hải quân Ukraine với tất cả các lực lượng và đảm bảo sự hiện diện thường trực của lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Biển Đen. Trong số các nguyên tắc của chiến lược có thực hiện lộ trình chiến lược hướng tới tư cách thành viên Liên minh châu Âu, EU và NATO. Ukraine đặt ra nhiệm vụ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trên biển, bao gồm bằng phương tiện cano và thiết bị bay không người lái ukraine cũng có kế hoạch hợp tác trên biển với các nước nato bao gồm tiến hành các cuộc tập trận chung với các nước nato đảm bảo sự hiện diện thường trực của nato ở biển đen và thành lập một liên minh mìn để rà phá bơm mìn trong khu vực trong giai đoạn hậu chiến sự dưới sự bảo trợ của nato và eu tổ chức chung hoặc phối hợp với các nước đối tác các phái bộ an ninh tuần tra hàng hải trong lưu vực azov biển đen tài liệu cho biết việc thực hiện chiến lược này nhằm mục đích củng cố vị thế của ukraine trên con đường trở thành thành viên của eu và nato chiến lược sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn khác bao gồm cả đầu tư nước ngoài. Nga phá hủy hàng chục UAV và xuồng không người lái của Ukraine lao tới Rum. Hệ thống phòng thủ của Nga đã bắn hạ và ngăn chặn 33 máy bay không người lái UAV và 10 xuồng không người lái USV của Ukraine tấn công bán đảo rừng Theo hãng thông tấn TASS, hôm nay 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm qua, âm mưu của Kiev nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 33 UAV ở Crimea và 2 UAV ở khu vực Bryansk. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 10 USV lao về phía thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy trên biển đen. Sức mạnh quái thú MiG-31BM, đối thủ đáng gồm của F-16 Ukraine Tiêm kích MiG-31BM được hiện đại hóa của không quân Nga kết hợp với tên lửa không đối không tầm xa R-37 sẽ là một thách thức lớn đối với máy bay chiến đấu F-16 trên bầu trời Ukraine. Không quân Nga vừa chính thức tiếp nhận lô tiêm kích MiG-31 BM nâng cấp đầu tiên trong năm 2024. Theo thông báo của Tập đoàn Máy bay Thống nhất UAC hôm ngày 15 tháng 7, lô tiêm kích MiG-31 BM đã được vận chuyển từ nhà máy Sokol ở thành phố Nizhny Novgorod đến các đơn vị chiến đấu của lực lượng hàng không phủ trù Nga. Các máy bay này đã trải qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm cả ở dưới đất và trên không, đạt mọi yêu cầu đề ra. MiG-31 BM mới có khả năng tác chiến linh hoạt, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong môi trường tác chiến hiện đại. Theo Eurostam, tính đến năm 2023, Nga có 3 phi đội MiG-31 BM, tương đương khoảng 90 máy bay chiến đấu đang hoạt động mic 31 VM hiện đại hóa vừa tiếp nhận sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trước bất kỳ đối thủ tiềm năng nào. Máy bay này đã chứng tỏ uy lực khi vượt trội hơn mọi máy bay chiến đấu khác được triển khai trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quái thú khiến Ukraine phải e ngại. MiG-31 BM là phiên bản nâng cấp của MiG-31, dòng máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu thanh. Biến thể BM cũng đã trải qua quá trình sửa đổi rộng rãi với khung thân chắc chắn hơn. Tuổi thọ của máy bay đã tăng từ 2.500 lên 3.500 giờ. Theo truyền thông Nga, MiG-31 BM có hiệu suất gấp 2,6 lần so với các phiên bản MiG-31 trước đây. Radar Johnson M có thể xác định mục tiêu trên không cách xa tới 400 km. Tổ hợp radar mới của MiG-31BM có thể theo dõi cùng lúc 24 mục tiêu trên không, tấn công đồng thời 6 mục tiêu trong số đó bằng tên lửa r 33 s Radar có thể hoạt động tốt ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu tích cực. MiG-31 PM có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhờ trang bị vũ khí đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm và tên lửa chống radar. Nó có hệ thống điện tử hàng không dấu MiG-29 SMT và được trang bị đầu tiếp nhiên liệu giúp mở rộng phạm vi tham chiến. MiG-31 BM cũng có màn hình hiển thị đa chức năng MFD mới, bộ điều khiển hộ sát. Dưới thân máy bay có 4 điểm cứng bán chìm và 4 giá treo dưới cánh có thể mang tới 9 tấn đạn dược. Ngoài tên lửa tầm xa R-33 và tên lửa tầm ngắn R-73, vũ khí không đối không uy lực nhất của MiG-31 là R-37 với tốc độ Mach 6 và tầm bắn lên tới 400 km. MiG-31 đóng vai trò là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không nên được trang bị các liên kết dữ liệu an toàn kỹ thuật số và thông tin về mục tiêu có thể được chuyển sang các chiến đấu cơ khác như Su-30 và MiG-29. F-16 không phải là đối thủ của MiG-31. MiG-31 BM đã chứng tỏ được sức mạnh trước các máy bay chiến đấu của Ukraine, vốn hạn chế về phạm vi hoạt động, tốc độ hoặc trần bay. MiG-31 BM được cho là đã bắn hạ một số máy bay Ukraine, chủ yếu bằng tên lửa tầm xa R-37M. MiG-31 có thể phóng tên lửa R-37M ở cự ly khoảng 180 km, do đó những máy bay này khi thực hiện nhiệm vụ không cần xâm nhập vào vùng trời đối phương mà vẫn có thể đe dọa được chiến đấu cơ của Ukraine. Để tránh bị tên lửa R-37M bắn trúng, các phi công Ukraine đã phát triển một động tác né tránh được gọi là bay chéo. Tuy nhiên, họ không thể dễ dàng đánh trả những chiếc MiG-31 đã phóng tên lửa. UAC bằng giao lô máy bay MiG-31 hiện đại cho quân đội Nga, trong bối cảnh Ukraine sắp nhận những tiêm kích F-16 đầu tiên từ Đan Mạch và Hà Lan. Những chiếc máy bay đó sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này để đảm bảo rằng Ukraine có thể phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết xác nhận thông tin về F-16. Các nhà quan sát quân sự cho rằng, mặc dù F-16 sẽ tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine, nhưng chúng không phải là viên đạn bạc và sẽ bị các máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm cả MiG-31 vượt mặt. Tiêm kích MiG-31 kết hợp với tên lửa không đối không tầm xa R-37 của không quân Nga sẽ là một thách thức lớn đối với máy bay chiến đấu F-16 trên bầu trời Ukraine. Tiêm kích F-16 Block 20 không tốt hơn những chiếc MiG-29 mà Ukraine đang sở hữu. Để đẩy lùi MiG-31, tiêm kích phương Tây cần phải được nâng cấp radar, trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 tầm bắn 180 km, Thống chế không quân Ấn Độ đã nghỉ hưu, Ani Chopra nhận định. Đấu súng dữ dội ở Ukraine, 7 lính đào tàu đánh bật lực lượng biên phòng, vứt quân hàm để thoát thần. Theo Ria Novosti, cuộc đấu súng dữ dội đã khiến lực lượng biên phòng Ukraine phải rút lui và chịu tổn thất. Hãng thông tấn Ria Novosti ngày 16 tháng 7 đưa tin, một vụ đấu súng dữ dội đã nổ ra giữa 7 lính đào ngũ của quân đội Ukraine và lực lượng biên phòng của nước này khi họ tìm cách đào tàu qua biên giới giữa vùng Odessa, Ukraine, và nước cộng hòa moldova khoảng một tuần trước bảy binh sĩ trong đó có bốn người mới được huy động và ba người đang tham chiến đã bỏ trốn họ bị lực lượng biên phòng ukraine chặn lại tại biên giới và tìm cách khống chế tuy nhiên nhóm lính này đã chống cự quyết liệt nguồn tin của ria novosti cho hay cuộc đấu súng dữ dội đã khiến lực lượng biên phòng ukraine phải rút lui và chịu tổn thất theo ria bảy người lính đảo ngũ sau đó vứt bỏ vũ khí và quân hàm xuống sông để trở thành những người dân thường không tham gia chiến đấu và được bảo vệ theo các quy định về người tị nạn Trước đó, trả lời hãng tin RT của Nga, ông Vladimir Rokov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, cho biết số lượng lính đào ngũ trong lực lượng Ukraine ở vùng tiền tuyến Zaporizhia đang tăng mạnh. Nhiều binh sĩ đang rời bỏ vị trí chiến đấu của mình và chạy trốn khỏi các đơn vị quân đội. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn đào tàu thành công. Hôm 15 tháng 7, theo tờ Strana Ukraine, lính biên phòng Ukraine ở vùng Odessa đã bắn chết một người đàn ông đang chạy trốn về phía Chanistia, vùng ly khai của Cộng hòa Moldova vụ nổ súng cách biên giới với Chanistia khoảng 30 km. Lực lượng biên phòng Ukraine đã đuổi theo xe của một cư dân Odessa 29 tuổi, trên xe lúc này chở theo ba người khác. Sau khi chiếc xe bị chặn và buộc phải dừng lại, một người trên xe bắt đầu bỏ chạy, lính biên phòng Ukraine đã bắn hạ anh ta bằng súng lục. Thông tin từ Stana cho biết, cả bốn người trên xe, tính cả lái xe, đều là lính đảo ngũ. Họ đã trốn khỏi khu huấn luyện vùng Postdol và đã tìm cách tới Chanistia. Báo cáo của Cục Biên giới Nhà nước Ukraine tháng 12 năm 2023 cho biết, lực lượng biên phòng nước này mỗi ngày bắt giữ được 20 tới 25 người tìm cách rời khỏi Ukraine một cách trái phép. Theo cơ quan biên giới quốc gia Ukraine, kể từ tháng 2 năm 2022, đã có 40 người chết đuối trên sông Tisza ở biên giới Ukraine Romani khi tìm cách vượt sông. Thiết quân luật đã được ban hành tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 2022. Một ngày sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký xác lệnh tổng động viên đàn Đông từ 18 tới 60 tuổi bị cấm rời khỏi Ukraine trong thời gian thiết quân luật, trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian điều động có thể bị phạt ngồi tù tới 5 năm. Lệnh triệu tập có thể được trao dưới nhiều hình thức khác nhau, đã xuất hiện các đoạn video cho thấy lệnh triệu tập được trao trên đường, tại trạm xăng và trong quán cà phê. Tuy nhiên, tờ Ukraine Watch cho biết, theo thống kê của các chỉ huy quân đội Ukraine, cứ 10 người dân Ukraine được điều động thì chỉ có một người sẵn sàng chiến đấu. Lính Nga bắn hạ UAV khủng của Ukraine bằng súng trường Một lính dù Nga bắn hạ máy bay không người lái UAV lớn của Ukraine mang theo chất nổ bằng súng trường nhỏ. Đoạn clip do một trong các tài khoản Telegram liên kết với quân đội công bố cho thấy người lính đã bắn vào chiếc máy bay không người lái cho đến khi nó rơi xuống đất và phát nổ. Đoạn clip đen trắng dài 30 giây được ghi lại bằng thiết bị nhìn đêm cho thấy chiếc máy bay 4 cánh mà người lính đang cố gắng ngắm bắn vào tâm hình chữ thập có thể nghe thấy quân nhân bắn từng phát đạn vào UAV. Một tài khoản Telegram khác có liên kết với quân đội Nga cho biết, người lính đã bắn pháo phòng không vào máy bay không người lái. Tại một thời điểm, tay bắn tỉa chạm đích và máy bay không người lái bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía sau, trong đó người lính hét lên, "Nó phát nổ!" và một người khác nói rằng anh ta đã bắn trúng mục tiêu. Mặc dù chiếc UAV trong video trông giống như một chiếc máy bay bốn cánh thông thường đang bay lượn trên bầu trời. Nhưng chú thích của video cho thấy đó là một chiếc máy bay không người lái lớp Baba Yaga. Ban đầu được thiết kế như một thiết bị nông nghiệp, những chiếc máy bay không người lái này được biết tới với kích thước lớn và khả năng mang tải trọng lên tới 50 kg. Được đặt theo tên một nhân vật giống phù thủy trong văn hóa dân gian Slav, máy bay không người lái Baba Yaga có thể có các biến thể quadcopter bốn cánh quạt, hexacopter, sáu cánh quạt, hoặc thậm chí là octocopter, tám cánh quạt. Theo quân đội Nga, nó có thể mang theo tối đa bốn quả đạn súng cối và có thể thả số mục tiêu một số phiên bản sửa đổi được cho là có sải cánh dài tới 3 mét. Chiến sự Ukraine 17 tháng 7, Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka. Ở Avdiivka, tại làng Novoselivka Pesha, quân đội Nga tiến vào trung tâm sườn phía tây, cắt đứt con đường rút lui của Ukraine. Quân Kiev ở phía đông và phía nam khu định cư có thể phải rút chạy. Nga cắt đường rút lui của Ukraine ở tây Avdiivka. Kênh Military Summary đưa tin, do nắng nóng không thể chịu nổi với nhiệt độ lên tới 41 độ C. Hôm nay trên toàn mặt trận ít xảy ra bất thường, tuy nhiên cả hai bên ngày càng sử dụng nhiều cuộc không kích hơn. Bằng các đòn không kích, lực lượng Moscow đã tập kích hiệu quả, phá hủy một số kho đạn, nhà chiếu máy bay, bay không người lái và một số điểm lắp ráp tạm thời của Ukraine. Trong khi Kiev gây hư hại cho một nhà máy sản xuất thiết bị điện và một khẩu đội tên lửa phòng không S-300 của đối phương. Theo hướng Avdiivka, đặc biệt là tại làng Novoselitska Persia, Quân đội Nga tiến vào trung tâm sườn Tây từ hướng Bắc, cắt đứt con đường rút lui của lực lượng Kiev. Tàn quân Ukraine ở phía Đông và Nam có thể sẽ phải từ bỏ vị trí để tháo chạy dưới áp lực của quân Nga. Nga tăng cường phát triển theo hướng Torez. Theo kênh Radova, lực lượng Moscow đã tiến vào các tiểu quận Truba và Zelenoye, chiếm giữ các bãi mỏ Yunaya sau này. Cụ thể tại tiểu khu Truba thuộc cụm cứ điểm Torez, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mới với mục tiêu căn chỉnh sườn Bắc của họ sau cuộc đột phá của các mũi xung kích trong khu vực ga xe lửa Magdalinova theo hướng bãi thải Severnaya. Một nơi khác mà lực lượng Moscow đang tích cực xung phong là tiểu khu Zelenoye. Tại đây, họ đã kiểm soát mỏ Yudnaya với một số bãi thải nằm rải rác gần đó. Ngoài ra, các đơn vị Nga ở Zeleny đang tiến tới đường dây dọc theo phố Mekaya và Skolnaya. Mục tiêu rõ ràng của họ ở đây sẽ là đống rác thải của mỏ Atyom. Việc kiểm soát điểm cao vượt trội này sẽ cho phép các binh sĩ nga cắt đứt tuyến đường giữa Nelypokha và Zabaka nối New York với vùng ngoại ô Nam Torets. Ukraine cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkov. Kênh Riba cho biết lực lượng Moscow tập kích các mục tiêu của đối phương ở khu vực Odessa và Kharkov trong ngày hôm qua. Đội lạ Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV khác vào lãnh thổ nga. Cơ sở hạ tầng ở các khu vực Kursk, Voronezh, Oryol và Lipetsk bị hư hại theo hướng Slobozansky, Kharkov các đơn vị Ukraine đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực Heliboke và Volchan. Tại Liman, lực lượng hàng không vũ trụ và pháo binh Nga đã thực hiện một loạt trận tập kích hỏa lực và cơ sở hạ tầng của đối phương ở Liman. Giao tranh vẫn tiếp tục trên tuyến Tenova, Yampolivka ở phía đông, không có thay đổi đáng kể. Trên trục Oleksandrivka, Kalinovo, lực lượng Moscow tiến vào khu vực ga Magdalinivka. Các trận chiến cũng tiếp tục diễn ra ở Kirovo, Atemovo và Nohoroske Ở Avdiivka, các mũi xung kích của Nga đã giành quyền kiểm soát phần trung tâm Novoselivka-Pesha. Hoạt động truy quét và dọn dẹp đang diễn ra trong khu định cư. Kênh Syria Maps cũng xác nhận trên mặt trận Avdiivka, tại khu vực Ocheretin. Trong hai ngày qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực định cư Lovuvatske và có bước tiến mới dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Progress. Trong khi đó, các cuộc đụng độ với lực lượng Kiev vẫn tiếp tục diễn ra ở Novoselivka-Pesha, nơi mà quyền kiểm soát của cả hai bên bị chia đổi. Ukraine có thể phải rút lui ở Chasovya, tránh bị bao vây, kênh Ziaheef đưa tin. Trong trận chiến giành Chasovya, quân đội Nga đã có đột phá ở Kalinovka. Theo đó, các mũi xung kích của họ tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc và tại con kênh giữa ngôi làng và trung tâm thành phố. Trên bản đồ có thể thấy tiền tuyến hiện đã được lực lượng Moscow san phẳng. Họ sẽ tập trung các hoạt động tiếp theo ở hai bên sườn Chasovya để buộc lực lượng đồn trú của Ukraine phải rút lui để tránh bị bao vây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Nga hoạt động tích cực nhất ở Avdiivka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 16 tháng 7 cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 86 cuộc đụng độ trên mặt trận. Moscow đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, cũng như 46 cuộc không kích, thả 82 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 417 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Sevensky, Kramatok, Torres, Kurakovsky, Freminsky, Diemper và Orekov. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga thể hiện hoạt động mạnh mẽ nhất theo hướng Porov -Adika. Họ đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi 19 lần. Ba cuộc đụng độ vẫn đang tiếp tục. Đối phương đang bị tổn thất đáng kể với 192 binh sĩ bị vô hiệu hóa, trong đó có 74 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có một xe tăng, hai xe bọc thép Tiger, hai UAV Lancet, và một Supercam cũng đã bị phá hủy. Ngoài ra, một xe bọc thép chở quân, một xe tăng, hai chiếc MTLB và một ô tô cũng đã bị hư hỏng. Cáo buộc về mối liên hệ Ukraine trong vụ ám sát hụt ông Trump Chính trị gia đối lập Ukraine, ông Viktor Medvedchuk, gửi một lá thư cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông chỉ ra mối liên hệ tiềm tàng của Ukraine trong nỗ lực ám sát ông Trump gần đây. Viktor Medvedchuk nhấn mạnh, Việc tiêu diệt vật chất các đối thủ chính trị và tham nhũng chính trị là những mắt xích trong một dây chuyền dành cho những kẻ đang tìm cách duy trì quyền lực và kiếm lợi từ cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bán vũ khí cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Hãng tin Nga TASS cho biết, ông Mevechat, cựu lãnh đạo đảng nền tảng đối lập vì sự sống, vốn bị cấm ở Ukraine, hiện lãnh đạo phong trào Other Ukraine, một Ukraine khác, cho rằng việc cựu Tổng thống Trump liên tục kêu gọi hòa bình ở Ukraine khiến ông trở thành mục tiêu. Bức thư mà TASS có được cho biết, Hòa bình này đồng nghĩa với việc chế độ phát xít mới của ông Zelensky và các nhà tài trợ Mỹ của họ bị mất quyền lực từ chính quyền Biden. Medvedchak viết trong thử, đây là lý do tại sao, thưa ông Trump, ông đã trở thành kẻ thù của Zelensky và họ sẽ không dừng lại ở việc ngăn cản ông giành chiến thắng trong cuộc đua Tổng thống. Tôi nghĩ rằng dấu vết Ukraine có thể xuất hiện trong vụ ám sát. Lãnh đạo đối lập Medvedchak kể lại rằng, một ngày trước vụ ám sát Trump, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine Rins nói rằng, chính quyền Ukraine đã cố gắng thực hiện một âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và vài ngày trước đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak cảnh báo bất kỳ người Ukraine nào muốn làm hòa với Nga sẽ bị loại bỏ. Mevetchak viết trong thư, Việc xóa bỏ các đối thủ chính trị và tham nhũng chính trị là những mắt xích trong một dây chuyền dành cho những người đang tìm cách duy trì quyền lực và kiếm lợi từ cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bán vũ khí cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Các nước NATO tiếp tục quân sự hóa Ukraine, thông qua hỗ trợ vũ trang và tài chính cho nhóm âm mưu nắm giữ quyền lực bất hợp pháp ở Ukraine. Theo báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã cung cấp vũ khí trị giá hơn cho Ukraine kể từ năm 2022. Nguy cơ mở rộng xung đột Theo Mevichak, việc cung cấp vũ khí và đạn dược quá nhiều cho Ukraine đã thúc đẩy xung đột leo thang và tạo ra nguy cơ nghiêm trọng về việc phổ biến vũ khí sau khi xung đột kết thúc. Các hệ thống phòng không, máy bay không người lái, đạn dược dẫn đường cung cấp cho Kiev đang được lưu hành tự do trên thị trường vũ khí chợ đen, và được các nhóm cực đoan và khủng bố trên toàn thế giới sử dụng. Vì ông Zelensky chiếm đoạt quyền lực và lợi ích cá nhân của ông ta trong việc tiếp tục thù địch ở Ukraine để duy trì quyền lực có thể dẫn đến sự leo thang xung đột lớn hơn. Việc mở rộng lãnh thổ và sự tham gia của các nước thứ ba có thể gây ra nhiều thương vong hơn, các hành động xâm lược mới và những mối đe dọa mới cho toàn thế giới. Medvedchuk cảnh báo, mối đe dọa này có thể bị ngăn chặn khi ngừng hỗ trợ cho chế độ của Zelensky. Ông gửi lời chúc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ sức khỏe, vững vàng và chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tôi chắc chắn rằng các vị sẵn sàng thực hiện những hành động kiên quyết, lên án và trừng phạt chế độ Kiev. Điều này xảy ra càng sớm thì các bên chính trị toàn cầu càng sớm có thể bắt đầu đàm phán về một giải pháp trật tự thế giới mới và càng có nhiều sinh mạng con người được cứu trên hành tinh của chúng ta, ông nhấn mạnh. Con trai ông Trump tiết lộ sự thay đổi không lường sau khi ông cận kể cái chết. Con trai cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng hết sức để tiết chế thông điệp của mình sau khi cận kề cái chết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi vĩnh viễn sau vụ ám sát vào cuối tuần qua và sẽ trở thành một nhân vật ôn hòa hơn trong tương lai. Con trai ông, Donald Jr. nói với Axios, ông Trump đã thoát chết tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania hôm 13 tháng 7 khi một viên đạn của sát thủ sượt qua tay ông. Tay súng bắn từ sân thượng cách sân khấu khoảng 500 feet, tương đương 150 mét giết chết một khán giả tại cuộc biểu tình và làm bị thương hai người khác trước khi anh ta bị các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ Hạ Gục. Nói chuyện về Axios bên lề Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa RNC ở Wisconsin hôm thứ Ba, Trump con nói rằng anh đang câu cá cùng gia đình thì vị hôn thê của anh thông báo cha anh đã bị bắn. Kim gọi cho tôi và nói cha của anh đã bị bắn, Trump Jr. nhớ lại và nói thêm rằng phải 90 phút sau tôi mới biết ông ấy còn sống. Bạn biết đấy, tôi nghĩ nó sẽ kéo dài, Trump Jr. nói về sự dịu đi thấy rõ của cha mình. Có những sự kiện làm thay đổi bạn trong vài phút và có những sự kiện làm thay đổi bạn vĩnh viễn. Bây giờ lại là Trump, nên ông ấy vẫn sẽ phản ứng. Trump Jr. nói thêm, Trump sẽ luôn là một chiến binh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ cố gắng hết sức để tiết chế những gì cần thiết. Ông ấy sẽ trở nên cứng rắn khi cần thiết. Trump Jr. tiếp tục, chúng tôi đã thấy điều đó, ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó xảy ra. Tôi nghĩ đây là những dịp quan trọng có thể thay đổi con người vĩnh viễn. Trump đứng dậy gần như ngay lập tức, ngay sau vụ nổ. Dơ nằm đấm lên trời và yêu cầu những người ủng hộ ông chiến đấu trước khi ông được các nhân viên mật vụ dẫn đi. Tuy nhiên, sự thách thức của Trump có thể đã nhường chỗ cho một cách tiếp cận chính trị mang tính hòa giải hơn. Phát biểu với New York Post hôm 14 tháng 7, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nói rằng ông đã viết một bài phát biểu cực kỳ cứng rắn, tất cả về chính quyền tham nhũng, khủng khiếp, để trình bày tại Đại hội Đảng Cộng hòa ngày 18 tháng 7 nhưng đã vứt nó đi và bắt đầu đang thực hiện bài phát biểu nhằm đoàn kết đất nước của chúng ta sau vụ ám sát. Tổng thống Zelensky phát thảo lộ trình 3 giai đoạn cho hội nghị hòa bình tiếp theo. Tổng thống Zelensky cho biết, các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 15 tháng 7 rằng Ukraine cần 25 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, khi ông vạch ra ba bước hướng tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ hai tại cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC vào tuần trước. Ông Zelensky đã sử dụng cuộc họp báo để tập trung nhiều hơn vào các kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế thay vì là diễn biến chiến sự của Ukraine. Ông cho biết hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ hai nên bao gồm sự tham gia của các quan chức Nga. Phát biểu tại Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù binh. Tại cuộc họp báo, ông Zelensky nêu rõ: "Tôi tin rằng các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh thứ hai." Tổng thống Zelensky đã vạch ra ba bước cho kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ hai. Đầu tiên, theo ông Zelensky, một cuộc họp nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Qatar vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới nhằm mục đích giải quyết các câu hỏi và chuẩn bị kế hoạch xoay quanh vấn đề an ninh năng lượng. Sau đó vào cuối tháng 8, một cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức để thống nhất về một kế hoạch hoàn thiện cho an ninh lương thực. Cuộc họp thứ ba sẽ được tổ chức tại Canada vào tháng 9, nhằm mục đích lập ra một kế hoạch trao đổi tù binh và trả lại trẻ em bị bắt từ Ukraine về Nga. Tôi đặt mục tiêu chúng tôi sẽ có một kế hoạch hoàn chỉnh vào tháng 11 năm nay. Khi kế hoạch đã sẵn sàng, mọi thứ sẽ tập trung cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, ông Zelensky nói với các phóng viên. Trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên vào ngày 15 và 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ, hơn 90 quốc gia đã tập trung vào cuộc xung đột tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Khi kết thúc hội nghị, những người tham gia đã ca ngợi việc khởi động một tiến trình để duy trì đối thoại và triển vọng về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai trong tương lai gần. Nhưng thực tế là Nga đã không dự hội nghị đó và cho rằng sự kiện là lãng phí thời gian và công sức, dẫn đến nghi ngờ về tương lai của bất kỳ tiến trình hòa bình nào. Mặc dù thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh không đề cập rõ ràng đến Nga, nhưng lưu ý rằng để đạt được hòa bình đòi hỏi sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên. Cũng tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 7, Tổng thống Zelensky mô tả hệ thống Patriot là quan trọng nhất đối với phòng không Ukraine, nhưng cũng cho biết Ukraine cần nhiều máy bay chiến đấu F-16 hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước, các quan chức đã thông báo rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè này. Nga thách thức ưu thế trên không của NATO Các chuyên gia đang nghi ngờ sự sẵn sàng của NATO cho một cuộc đối đầu như vậy bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không tinh vi và máy bay chiến đấu hiện đại trên khắp châu Âu. Trang tin Business Insider dẫn ý kiến của các chuyên gia quân sự và nhà phân tích mới đây cho biết, trong thời gian vừa qua, Nga đã bắt đầu tăng cường sức mạnh trong lực lượng hàng không vũ trụ và phòng không. Hiện tại, nước này đã thách thức sự thống trị của phương Tây và có thể đe dọa ưu thế trên không từ lâu của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp. Business Insider lưu ý rằng, trong trường hợp đối đầu mở, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ khó thiết lập sự thống trị trên không thông thường, ngay cả khi sử dụng hàng trăm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 thuộc dòng F-35. Trong khi đó, Nga có những khả năng tác chiến thực sự mà NATO phải tính đến. Chuyên gia Giorgio Di Mizo, từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, có trụ sở tại London, nước Anh, lưu ý rằng cuộc xung đột với Nga sẽ khác biệt đáng kể so với các kịch bản trước đó, vì Moscow có năng lực công nghệ và công nghiệp quốc phòng hùng mạnh để tạo ra một hệ thống phòng không đáng tin cậy. Ngược lại, Đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Kensio Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở tại Mỹ giải thích rằng, các nước phương Tây trên thực tế đã ngừng tài trợ cho việc cải thiện hệ thống phòng không sau Chiến tranh Lạnh, điều này làm phức tạp thêm tình hình đối với NATO nói chung. Hiện tại, tập đoàn công nghiệp quân sự Mỹ Lockheed Martin đang nỗ lực tăng cường sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, nhưng những nỗ lực này có thể rất hạn chế trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài với Nga. Các chuyên gia đang nghi ngờ sự sẵn sàng của NATO cho một cuộc đối đầu như vậy bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không tinh vi và máy bay chiến đấu hiện đại trên khắp châu Âu, Business Insider kết luận. Ukraine có thể mở một cuộc tấn công lớn trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Với nguồn hỏa lực tăng đáng kể, một cuộc phản công từ quân đội Ukraine sẽ xảy ra. Vụ ám sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ảnh hưởng đến xung đột ở Ukraine vì nó làm tăng cơ hội chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Ông Trump đã nói rằng sẽ ngăn chặn cuộc chiến tiếp diễn và theo ông sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể được giảm xuống tới mức tối thiểu. Trong bối cảnh đó, tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga ngày 15 tháng 7 viết rằng, Ukraine sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đồng minh NATO khác, như đã nêu trong một thỏa thuận dài hạn được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Mỹ. Các chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ nỗ lực phát động một cuộc tấn công lớn khác trước cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị 8 lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn cơ giới cho một cuộc tấn công như vậy, tương đương với khoảng một quân đoàn. Tổng thống Séc Pep Pavel nói với giới truyền thông rằng Ukraine sẽ nhận được 50.000 quả đạn pháo vào tháng 7 và tháng 8 năm nay. Từ tháng 9 đến cuối năm 2024, 80.000 tới 100.000 quả đạn pháo sẽ được gửi hàng tháng. Với nguồn cung như vậy, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng trung bình 1.500 tới 3.000 quả đạn pháo mỗi ngày ở mặt trận. Chuyên gia quân sự Trung tướng Nga đã nghỉ hưu Yuri Nekachev nói với tờ Nezavisimaya Gazeta. Cùng với nguồn hỏa lực tăng đáng kể, một cuộc phản công từ quân đội Ukraine sẽ xảy ra. Trong một số điều kiện nhất định, một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine có thể được tổ chức ở Donbass hoặc theo hướng Melitopol để tìm cách tiếp cận biển Azov. Ngoài ra, vào cuối mùa hè năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đang chờ đợi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 với tên lửa có độ chính xác cao và các hệ thống phòng không Patriot và SAMPT mới, ông Netkachev nói thêm. Theo chuyên gia này, bất kỳ nỗ lực tấn công tiềm tàng nào của Ukraine đều sẽ gặp thách thức. Các vũ khí chiến đấu mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ không đủ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong những tháng tới, quân đội Ukraine sẽ chỉ nhận được 6 máy bay F-16 và đến cuối năm khoảng 20 máy bay. Với những máy bay này, Kiev sẽ không thể giành được ưu thế trên không và đảo ngược tình thế. Ngay cả các chuyên gia ở phương Tây cũng đánh giá như vậy. Ông Nekachev nói thêm. Ukraine nói, tàu tuần tra cuối cùng của Nga đã rời Krum. Phát ngôn viên hải quân Ukraine Dmitry Peletenchuk cho biết, Nga đã rút tàu tuần tra hải quân cuối cùng ra khỏi bán đảo Krum. Theo ông Peletenchuk, đây được xem là một chiến thắng lớn của Kiev tại khu vực Biển Đen. Tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội biển đen Liên bang Nga đang rời khỏi Crimea ngay lúc này. Hãy nhớ ngày này, ông Dmitry Pletenchuk nói. Khi được yêu cầu làm rõ liệu đây có phải là động thái lâu dài của Nga hay không, ông Pletenchuk cho biết, nhiều khả năng đây là sự chuyển tiếp giữa các căn cứ, đồng thời nói thêm rằng Moscow thường không điều tàu ra biển khơi mà không có lý do. Ông Pletenchuk cũng thông tin thêm, tàu tuần tra này thuộc dự án 1135. Phó đô đốc Nespapa tuyên bố Kiev đã phá hủy hoặc làm hư hại 27 tàu hải quân của Nga mặc dù Nga chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Trong nhiều tháng, Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái UAV trên biển để buộc hạm đội biển đen của Moscow phải rơi khỏi căn cứ tại Sevastopol và rút lui về thành phố cảng Novorossiysk của Nga. Đầu tháng này, Tư lệnh Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Oleksiy Nespapa cho biết, Nga đã buộc phải chuyển gần như toàn bộ tàu chiến khỏi Crimea, bán đảo sát nhập vào nước này hồi năm 2014 tháng 5 2024, chính quyền Kiev cho biết họ đã phá hủy tàu chiến Nga cuối cùng được trang bị tên lửa hành trình đang đồn trú trên bán đảo Crimea. Phạm vi ảnh hưởng của hải quân Nga tại Biển Đen đang bị thu hẹp đáng kể và hiện cả thế giới đều có thể chứng kiến điều này. Phát ngôn viên cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andrew Yusov chia sẻ với tờ Kyiv Independent, Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 đã nói với các chỉ huy hải quân Nga rằng sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng nhằm giữ vững sự ổn định và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hạm đội Nga. Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được. Các lực lượng của Nga cuối tuần qua đã tiến vào Urozhaine, một ngôi làng ở phía nam mà Ukraine giành được vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành quả mới nhất trong hàng loạt bước tiến chậm mà chắc của Moscow và đảo ngược những thắng lợi Kiev khó khăn đạt được. Các bước tiến của Nga là diễn biến đáng chú ý với Kiev khi quân đội nước này đang chiến đấu để ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập dọc gần 1.000 km tiền tuyến. Ở phía đông, quân đội Nga cũng đang tiến công. Họ đã vào tới ngoại ô Trà một thành trì của Kiev trong khu vực và đang tiếp cận tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Ukraine hy vọng vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp gần đây sẽ giúp nước này đẩy lùi các lực lượng của Nga. Điều đó đã xảy ra ở phía đông bắc, nơi phòng tuyến được tăng cường của Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công của Nga đe dọa đến Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này. Các quan chức Mỹ tuần trước đánh giá Nga không thể đạt được thành quả đáng kể về lãnh thổ trong những ngày tới. Giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, nước này đang theo đuổi một kế hoạch đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định ngày 15 tháng 7 rằng ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai vào cuối năm nay và các quan chức Nga nên tham dự. Moscow đã không được mời tới hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Thụy Sĩ vào tháng trước. Phòng tuyến Ukraine sụp đổ ở Urozhene. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 7 cho biết các binh lính của nước này đã chiếm được Urozhene, một ngôi làng nhỏ ở phía đông nam. Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận nhưng các bản đồ chiến trường do các nhà phân tích tập hợp cho thấy Urozhene nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong đó có bản đồ của Deep State, một nhóm có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine. Deep State ngày 14 tháng 7 thông báo các lực lượng của Nga đã chiếm được Urozhene, miêu tả tổn thất này như một sự sụp đổ phòng tuyến. Pasiparonen thuộc Blackbird Group, một tổ chức có trụ sở tại Phần Lan chuyên phân tích hình ảnh từ chiến trường Ukraine, cũng xác nhận tổn thất trên. Urozhene là một trong một vài ngôi làng ở phía nam mà Ukraine giành lại vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành công hiếm hoi của Kiev trong cuộc phản công không thành công. Tuy nhiên, những thành quả này hiện đang từ từ bị đảo ngược bởi các cuộc tiến công của quân đội Nga. Hồi tháng 5 2024, Nga đã chiếm được Robotyne, ngôi làng ở phía Tây mà các lực lượng của Ukraine giành được vào tháng 8 năm ngoái. Thật không may khi chứng kiến tất cả thành quả vào mùa hè năm ngoái đang từ từ quay lại quyền kiểm soát của Nga. Chừng nào Moscow còn ở thế chủ động, thì những thành quả bị đảo ngược trên còn tiếp tục. Ông Paronen nói. Kiev đã kiểm soát Urozhane trong gần một năm sau khi giành lại ngôi làng này, bất chấp những cuộc tấn công như vũ bão của Nga trong những tháng gần đây bằng bom lượn, pháo hạng nặng và tên lửa, ông Paronen cho hay. Trên thực tế, Ukraine chấp nhận tổn thất về lực lượng và vũ khí để bảo vệ những vị trí nhỏ với hầu như rất ít giá trị chiến lược bởi họ cho rằng việc tấn công Nga thậm chí còn phải trả một cái giá đắt hơn. Cách đây hai ngày, các bản đồ chiến trường cho thấy hầu hết Urozhene vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Việc nó rơi vào tay các lực lượng của Nga chỉ trong một thời gian ngắn cho thấy quân đội Ukraine có lẽ đã đột ngột rút khỏi ngôi làng hiện chỉ còn là những đống đổ nát. Nga gia tăng sức ép lên phòng tuyến của Ukraine ở phía đông. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14 tháng 7 cho biết tình hình nóng nhất dọc tiền tuyến là ở gần Poskrok, một thành phố ở phía đông đã biến thành pháo đài quân sự, nằm trên một tuyến đường bộ quan trọng kết nối một số thành phố do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Kể từ khi Nga chiếm được Adivka, thanh trì của Ukraine ở phía đông năm nay, quân đội nước này đã từ từ tiến công về phía con đường cao tốc T-0504 chiến lược. Họ đang ở cách con đường hơn 6 km về phía nam, nằm hoàn toàn trong tầm bắn của các hệ thống pháo và UAV Nga. Nếu Moscow tiến đến con đường, các chiến dịch của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk sẽ bị cản trở nghiêm trọng. Các thị trấn được kết nối bằng đường bộ và là nơi then chốt để phòng thủ trong khu vực sẽ phải được cung cấp hậu cần bằng các tuyến đường thay thế ít thuận tiện hơn. Đặc biệt, việc cắt đứt con đường này sẽ càng cô lập thị trấn Chasovya trên đỉnh đồi, một trong những mục tiêu chính của Moscow. Quân đội Ukraine gần đây đã rút khỏi rìa phía đông của Chasovya, các lực lượng của Nga công tiến vào các thị trấn gần đó là Torres và New York, gia tăng sức ép lên phòng tuyến của Kiev. Ukraine điều động lữ đoàn tinh nhuệ ngăn bước tiến của Nga Tình hình của Ukraine không hẳn là quá ảm đạm khi quân đội nước này hiện đã xoay sở để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga gần thành phố Kharkov, nơi Moscow tăng cường tấn công vào cuối tháng 4 và đạt được những thành quả lớn nhất về lãnh thổ trong hơn một năm. Quân đội Nga đã đột kích dọc biên giới phía Bắc và phía Đông của thành phố, nhanh chóng kiểm soát các vùng lãnh thổ phòng thủ kém trong khu vực. Theo các chuyên gia, quân đội Ukraine đã vội vã điều động các lữ đoàn tinh nhuệ và từ từ rút lui về các vị trí kiên cố hơn, một chiến lược giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Các vũ khí và đạn dược mới được Mỹ cung cấp cũng giúp cho các lực lượng của Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga khi Mỹ cho phép Kiev tấn công các mục tiêu của Moscow bên kia biên giới. Tiết lộ sốc về tình trạng thực sự của Tổng thống Zelensky ngay lúc này, Nhà lãnh đạo Ukraine đã trở nên cứng rắn hơn và ít khoan dung hơn với những sai lầm, hãng tin Reuters đưa tin. Reuters cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày càng lo lắng cho tính mạng của mình khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vẫn tiếp diễn. Một quan chức cấp cao của châu Âu nói với hãng tin này rằng, ông Zelensky ngày càng hoang tưởng về những nỗ lực bị nghi ngờ của Nga nhằm ám sát ông và làm mất ổn định giới lãnh đạo Ukraine, và điều đó là đúng. Brewster cho biết họ đã nói chuyện với 8 quan chức Ukraine và nước ngoài hiện tại và trước đây, cũng như với một số bạn bè và đồng nghiệp trong quá khứ của ông Zelensky. Theo hãng tin này, họ vẽ nên bước chân dung của một nhà lãnh đạo trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn, ít quan dung với sai lầm và thậm chí dễ bị hoang tưởng khi phải đối mặt với căng thẳng và mệt mỏi suốt ngày đêm. Zelensky hoàn toàn khác so với diễn viên hài truyền hình mà ông từng là trước khi đắc cử vào năm 2019. Brewster đưa tin, nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức hết hạn vào tháng 5 và chính trị gia này đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật được áp dụng trong nước do xung đột. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow đã cố gắng giết ông mà không cung cấp bất kỳ chi tiết hoặc bằng chứng nào. Vào tháng 5, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết hai đại tá được giao nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ vì nghi ngờ được Moscow tuyển dụng để ám sát Zelensky chính quyền nga phủ nhận cáo buộc cố gắng loại bỏ zelensky chúng tôi không có kế hoạch như vậy dmitry polyansky phó đại sứ nga tại liên hợp quốc cho biết vào đầu năm nay trong suốt cuộc xung đột ông zelensky đã trở nên không khoan nhượng với những cáo buộc về sự bất tài trong số các quan chức và cố vấn của mình một thành viên giấu tên trong nhóm của ông nói với reuters nếu ông ấy thấy mọi người không chuẩn bị hoặc mâu thuẫn với nhau ông ấy sẽ nói hãy ra khỏi đây tôi không có thời gian cho việc này nguồn tin cho biết Ông Zelensky cũng không ngừng nghỉ khi gây sức ép với những đồng minh phương Tây của mình để được viện trợ. Theo một quan chức cấp cao của châu Âu, ông ấy lặp lại 15 lần những gì ông ấy cần, rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa hoặc phải đối mặt với hậu quả và ông ấy không bỏ qua, quan chức này nhấn mạnh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Renikov, người đã bị sa thải vào năm ngoái trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng, cho biết Zelensky hoạt động trong một chế độ thiếu ngủ, Cuộc sống của chính trị gia Ukraine này bao gồm các cuộc tham vấn vào ban đêm và các bài phát biểu trước Quốc hội Thượng viện bất kể thời gian nào, ông giải thích. Theo Renikov, ông Zelensky có một túi đồ dự phòng với quần áo thay và bàn chải đánh răng vì ông ấy thường xuyên không biết mình sẽ ngủ qua đêm ở đâu. Ông ấy ở trong trạng thái căng thẳng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đó là một cuộc chạy marathon không bao giờ kết thúc, ông nói thêm. Chiến sự căng như dây đàn, Nga chiếm được làng then chốt của Ukraine. Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã chiếm được làng Urochani vào ngày 14 tháng 7, khoảng 11 tháng sau khi Kiev giành lại khu định cư này từ tay Moscow trong chiến dịch vào mùa hè năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào Chủ nhật rằng quân đội Moscow đã chiếm được Urochani và đang dọn dẹp và giả phá mìn tại đây. Urochani nằm ở phía nam của vùng Donetsk phía đông, gần biên giới với Zaporizhia, Nơi đây từ lâu đã là địa điểm diễn ra các cuộc đụng độ dữ dội, cùng với ngôi làng lân cận Staromaioske. Ukraine đã giành lại Urochani và Staromaioske vào mùa hè năm 2023, nhưng một phần của cuộc phản công chậm chạp và ý ạch cuối cùng đã mang lại một số thành quả nhỏ cho Kiev. Ukraine cho biết nỗ lực này bắt đầu muộn hơn dự định và việc giao vũ khí cho quân đội của họ bị chậm trễ, có nghĩa là Nga có thời gian để chuẩn bị phòng thủ và giải mìn dày đặc trên lãnh thổ. Trung tá Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Cotisia của Ukraine hoạt động ở phía đông đất nước, trả lời tờ Newsweek hôm Chủ nhật rằng quân đội Kiev đang hoãn bình luận chính thức về tình hình xung quanh Urocheni và những trận chiến thực sự vẫn đang diễn ra. Tình hình đang rất khó khăn, Voloshin nói và cho biết thêm các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đã gia tăng trong những ngày gần đây. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo trên chiến trường. Quân đội Ukraine cho biết vào sáng chủ nhật lúc 8 giờ sáng giờ địa phương rằng Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công trong ngày qua vào các khu vực tiền tuyến bao gồm Urochani, nhưng không nói rằng quân đội của họ đã rút khỏi khu vực định cư. Dave State, một blog chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, cho biết hôm thứ bảy rằng lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào phía bắc ngôi làng vào đầu giờ địa phương. Lực lượng của kẻ thù rất đáng kể, blog viết. Trong một bài đăng sau đó, Deep State cho biết lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát Uroshane. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết cảnh quay được định vị địa lý từ đầu tuần cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía Bắc của khu định cư. Đội ngũ của Tổng thống Joe Biden thay đổi chiến lược tranh cử Vài giờ sau vụ ám sát bất hành, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gỡ bỏ các quảng cáo trên truyền hình và đình chỉ các hoạt động truyền thông chính trị có ý công kích ông Trump bao gồm cả những quảng cáo nhằm nêu bật những vụ án hình sự nhằm vào ông này. Theo các quan chức giấu tên, thay vì công kích ông Trump trong những ngày tới, Nhà Trắng và đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ gợi lại lịch sử về việc Tổng thống Biden lên án tất cả các vụ bạo lực chính trị. Chiều 14 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ ám sát ông Donald Trump, đồng thời kêu gọi người Mỹ đoàn kết và ra lệnh xem xét lại an ninh tại sự kiện vận động tranh cử nơi ông Trump bị thương. Khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ngày 15 tháng 7 đã chính thức khai mạc tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Sự kiện diễn ra trong 4 ngày sẽ chính thức đề cử ứng cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Hơn 2.400 thành viên của Đảng Cộng hòa đã có mặt ở thành phố Milwaukee để tham dự đại hội đảng với nội dung bao gồm thông qua cương lĩnh của đảng và quan trọng nhất là chính thức đề cử ứng cử viên ra tranh cử cuộc tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Mỗi ngày của đại hội đều có chủ đề riêng xung quanh khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của cựu tổng thống Donald Trump ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Chủ đề của ngày đầu tiên là làm cho nước Mỹ giàu có trở lại, chủ đề ngày thứ hai là làm cho nước Mỹ an toàn trở lại, chủ đề của ngày thứ ba là làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại và chủ đề của ngày cuối cùng là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngày cuối cùng cũng là ngày các thành viên Đảng Cộng hòa chính thức đề cử đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống và người này cũng sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng. Trong thời gian đại hội, các ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa và các thành viên chủ chốt của đảng sẽ phát biểu về chính sách tương lai của đảng cũng như vận động người dân đi bỏ phiếu. Với việc giành được hơn 2.200 đại biểu sau quá trình bầu cử sơ bộ, cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ nhận được suất đề cử của đảng và việc bỏ phiếu tại đại hội được cho là mang tính tượng trưng. Đây sẽ là lần thứ ba ông Trump đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống kể từ năm 2016. Tại sự kiện này, ông Trump cũng sẽ công bố tên người sẽ liên danh tranh cử với mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đại hội của Đảng Cộng Hòa diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang điều tra âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump, khiến ông Trump bị thương tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania thứ bảy tuần trước. An ninh đã được siết chặt bên trong và xung quanh khu vực diễn ra Đại hội Đảng Cộng Hòa. Khoảng 40 cơ quan thực thi pháp luật tại bang Wisconsin và lực lượng hỗ trợ từ các bang khác và liên bang sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh cho đại hội. Lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của cơ quan mật vụ Vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, ngày 13 tháng 7 đang là chủ đề nóng được thế giới quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn của cơ quan mật vụ Mỹ. Một loạt câu hỏi được đặt ra xung quanh nghi vấn làm cách nào một trong những nhân vật chính trị được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thế giới, được các đặc vụ tinh nhuệ bao quanh lại có thể bị một tay súng bắn tỉa ngắm bắn ở khoảng cách gần. Chỉ vài giây sau khi loạt tiếng súng vang lên, các nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ, USSS, đã tiêu diệt được nghi phạm. Khi thể của hắn gục ngay trên nóc một tòa nhà chỉ cách buộc diễn thuyết ngoài trời nơi ông Trump đang đứng khoảng 150 mét. Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ý quan ngại về phạm vi giám sát của các cơ quan an ninh, đặc biệt là cơ quan mật vụ Mỹ, nơi chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân vật chính trị hàng đầu của nước này. Phát biểu với đài MSNBC, ông Richard Goldinger, công tố viên hạt Butler, bang Pennsylvania, đã bày tỏ bất ngờ trước việc cựu Tổng thống Trump bị một đối tượng trèo lên mái nhà và nổ súng bắn. Trong tòa nhà đó có văn phòng của một số cơ quan thực thi pháp luật, và vì vậy, việc đối tượng tấn công xuất hiện tại đó lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Trong khi đó, ông Richard Panther, một quan chức Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, hiện là giáo sư luật tại trường đại học Minnesota, đánh giá đây là thiếu sót an ninh nghiêm trọng và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra chi tiết. FBI điều tra vụ ám sát ông Donald Trump theo hướng mới Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tin rằng nghi phạm Thomas Matthew Crooks đã hành động một mình khi thực hiện âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania hôm 13 tháng 7 nhưng vẫn đang điều tra. Fox News đưa tin, ngày 14 tháng 7, FBI thông báo đang điều tra vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump như một hành động khủng bố tiềm tàng. Trong cuộc họp báo chỉ một ngày sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống Robert Wells, trợ lý giám đốc ban chống khủng bố của FBI thông báo rằng cơ quan này đang sử dụng mọi nguồn lực có trong tay. Ông nói, "Chúng tôi có một sở chỉ huy 24/7 ở Pittsburgh, cũng như tại trụ sở FBI và chúng tôi đang cống hiến mọi nguồn lực mà chúng tôi có trong tay." Mục tiêu số 1 của chúng tôi là xác định động cơ của đối tượng và xác định xem liệu anh ta có bất kỳ cộng sự nào khác hoặc bất kỳ ai khác có liên quan vào thời điểm này hay không. Wells nói, FBI xác định tay súng là Thomas Matthew Crooks ở Panther Park, Pennsylvania và đối tượng 20 tuổi này là tay súng đơn độc nhưng vẫn phải điều tra thêm. Chúng tôi đang điều tra theo hướng một vụ ám sát nhưng cũng xem đây có thể là hành động khủng bố nội địa. Bộ phận chống khủng bố và bộ phận tội phạm của chúng tôi đang hợp tác để xác định động cơ, ông Wells nói. Kevin Rojek Đặc vụ phụ trách phân khu Pittsburgh của FBI khẳng định không có mối lo ngại nào về an toàn công cộng. Rojek nói, tại thời điểm này, thông tin mà chúng tôi có được cho thấy kẻ xả súng đã hành động một mình và hiện tại không có mối lo ngại nào về an toàn công cộng. Chúng tôi chưa xác định được hệ tư tưởng nào liên quan đến vụ việc này, nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn rất sớm. Rojek cho biết, FBI đang nỗ lực xác định trình tự các sự kiện liên quan đến đối tượng và hành tung của người này cũng như giờ ngày và tuần trước vụ nổ súng, đồng thời theo dõi tất cả đầu mối điều tra. Vụ nổ súng bắt đầu ngay sau khi ông Donald Trump lên sân khấu vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 13 tháng 7, có thể nghe thấy một số tiếng nổ lớn và ông Trump với máu trên mặt và tay được đưa ra khỏi sân khấu. Sau vụ nổ súng, chiến dịch tranh cử của ông Trump xác nhận rằng cựu tổng thống ổn. Tối 14 tháng 7, ông Trump đã xuất hiện sau khi được kiểm tra. Ông dự kiến sẽ có mặt tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Milwaukee ngày 15 tháng 7 để nhận đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa để tranh cử Tổng thống. CNBC đưa tin các nhà đầu tư nhận định vụ ám sát hụt làm tăng khả năng ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 và các nhà giao dịch đặt cược vào chiến thắng của ông sẽ tăng vọt trong tuần tới. Ông Trump phản xạ cực nhanh theo nguyên tắc Run High Fight khi bị ám sát. Trong khoảnh khắc vết đạn sượt qua tai trong một âm mưu ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, ông Trump ở tuổi 78 đã phản xạ đúng nguyên tắc Run High Fight mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI dùng để đào tạo. Dạng sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam, nước Mỹ rúng động khi tiếng súng vang lên trong buổi vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Phía Mỹ đang điều tra vụ việc nhưng đa phần theo hướng đây là một vụ ám sát. Nghi phạm nổ súng cũng đã chết sau đó. Run, high fight, chạy, trốn và chiến đấu. Vài tiếng sau vụ việc, báo giới đã mổ xẻ băng ghi hình và nghe thấy tiếng ông nói liên tục với các thành viên mật vụ Mỹ trong video. Để tôi lấy lại đôi giày đã. Chi tiết có phần hài hước này phản ánh sự điểm tính kỳ lạ của chính trị gia 78 tuổi giữa lúc vết đạn vừa sượt qua tài. Khi ông Trump vừa giết câu, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Những tiếng nổ lốp bốp vang lên, đám đồng nhốn nháo và la hét. Trong lúc ông Trump đã thấy vết đau ở tai bên phải ngay sau đó, cựu Tổng thống Mỹ lập tức cúi người xuống sàn, núp phía dưới bục phát biểu. Sau khi các nhân viên an ninh lao tới, người ta thấy máu chảy bên tai phải của ông Trump. Hình ảnh từ video cũng cho thấy ông Trump lo sợ nhưng ít biểu hiện hoảng loạn. Trong micro, có tiếng ông liên tục yêu cầu nhân viên an ninh cho phép mình lấy đôi giày trước khi được hộ tống. Chuỗi hành động của ông Trump khá khớp với các nguyên tắc đào tạo của FBI về việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp dạng này. FBI có chương trình đào tạo cho dân thường mang tên chuẩn bị và phòng ngừa tấn công bằng súng đang diễn ra, isapp nhằm giúp công dân Mỹ chuẩn bị tốt hơn trong các vụ nổ súng trên đất Mỹ và nước ngoài. Chương trình dài 2 tiếng này đúc kết bài học từ nhiều năm nghiên cứu, triển khai diễn tập, dựa trên tình huống để thực hành quy trình ra quyết định khi có súng nổ, đây là chuỗi ra quyết định dựa trên nguyên tắc run, hide, fight, chạy, trốn và chiến đấu để sinh tồn. Trong đó chạy trốn là việc làm ưu tiên và chiến đấu là phương án cuối cùng nếu buộc phải làm như vậy. Đầu tiên, FBI khuyên người dân phải tìm cách chạy sơ tán sớm nhất có thể. Nếu không thoát được, phải giữ bình tĩnh, giữ im lặng và ẩn nấp, tắt chuông điện thoại, tìm nơi ẩn nấp gần cửa sổ hoặc ở các nơi có thể cho bên ngoài thấy nếu có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị Xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.